lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 yêu cầu người phụ nữ khai báo y tế. Viết rõ lý do vào Quảng Nam nhưng người này không chấp hành còn đe dọa. Chiều 30 tháng 7, Công an thị xã Điện Bàn Quảng Nam cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để xử lý bà NTX ở huyện Hòa Vang vì có hành vi gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp danh hai địa phương. Trước đó, ngày 28 tháng 7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe máy đến chốt kiểm dịch COVID-19 giáp danh giữa Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã lớn tiếng yêu cầu lực lượng chức năng cho qua. Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu người phụ nữ khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, người này không chấp hành và liên tục thách thức, lớn tiếng đe dọa cán bộ làm nhiệm vụ. Khi một chiến sĩ công an đi đến nhắc nhở thì người này dọa gọi điện thoại kêu người đến xử lý. Nhiều người dân khuyên bà X kiềm chế, chấp hành đúng quy định nhưng bà cho rằng không ai được cấm đi lại. Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại tại thành phố Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu người dân từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh này phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng dịch COVID-19 và người đã có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.